Xin chào, xin chào, xin chào cả nhà thân mến Chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính Đây là kênh mà Hòa thường xuyên cùng ngồi tâm sự và chia sẻ với các anh chị vào 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần Hòa rất vui khi được tâm sự với các anh chị về những cái trải nghiệm thực tế của bản thân mình cũng như những cái suy nghĩ của bản thân mình và à, những cái câu hỏi lớn mà mình đang đặt ra à, trên cái hành trình về à, à, tài chính của bản thân mình và rất hy vọng là à, qua những cái tập mà hòa chia sẻ à, nó sẽ mang tới cho các anh chị à, những cái góc nhìn nào đó <laughs> Hòa không hy vọng là nó có thể giúp mọi người uh, hoàn thiện một kỹ năng uh, giải quyết một vấn đề của mọi người mà giúp cho mọi người có thêm một góc nhìn để mà mọi người có thể tự đưa ra cho mình được một quyết định uh, tốt nhất với bản thân mình. Uh, trong hai cái tập uh, podcast trước, Hòa nhớ là cái tập 231 hòa có chia sẻ với các anh chị về cái suy nghĩ về việc mình phải thay đổi đúng không và bản thân hòa cũng bắt đầu chuyển động chuyển động chuyển động họ muốn nhấn mạnh cái từ chuyển động tới các anh chị tức là mình đã bắt đầu là à mình chui ra khỏi hàng mình bắt đầu là mình đi học nhiều hơn và mình đang bắt đầu làm những cái mới mẻ những cái mà mình chưa làm và mình đang bắt đầu làm và học những cái đó thì trong gần một tháng vừa qua mình đi học liên tục và sắp tới mình cũng sẽ đi học liên tục nhiều hơn nữa và mình lại quay trở lại mình đang đọc sách nhiều hơn và cái nội dung mà Hòa đang tập trung, Hòa đọc, Hòa tìm hiểu, Hòa nghiên cứu, đó chính là AI. AI là một từ khóa Hòa muốn nhấn mạnh tới các anh chị. Hiện nay ở trên thế giới thì có một cái thống kê là chỉ 5%. Dân số thế giới Là đang biết tới AI mà đang muốn nói là biết tới AI Còn biết sử dụng nó một cách hiệu quả Thì con số vô cùng nhỏ Vô cùng nhỏ anh chị Hoa cũng biết tới AI từ Đầu năm Thậm chí là từ cuối năm ngoái Khi Hoa nhớ là con chat GPT Là nó được viral rất nhiều ở trên mạng xã hội và mình cũng bắt đầu là mình mở tài khoản giống như mọi người mình cũng mở ở nước ngoài sau bắt đầu mình mình hỏi đáp mình sử dụng nhưng mình không hề bị cách sử dụng mình bị bế tắc và mình đang có một cái suy nghĩ là gì nó chẳng có giá trị gì cả nó không hiệu quả gì cả vì nó không mang lại giá trị gì cho mình và mình bị một cái suy nghĩ nó bị giới hạn nó chặn mình vào chân tường nó như kiểu là một cái dòng nước đang chảy thì có một cái bức tường nó chặn lại và mình cho rằng là gì là hết lối đi là hết lối đi rồi tuy nhiên thì vì là mình đang có một động lực thay đổi, mình đang muốn thay đổi, mình đang muốn làm một cái mới và vì vậy mà mình đi đọc sách và mình học những cái mới thì những cái góc nhìn, những cái cách tiếp cận khác của mọi người ở trong những cuốn sách, ở trong những bài giảng, bài chia sẻ thì nó lại giúp cho mình có động lực để vượt qua cái bức tường này và thật may mắn thì à, mình đang đọc những cái cuốn sách à, nói về điều đó ví dụ như những cuốn sách về à, 21 à, bài học của thế kỷ à, 21 à, rồi à, cuốn sách về à, à, lược sử từ thời kỳ mà đồ đá đến thời kỳ của trí tuệ nhân tạo và mình đi học một cái chương trình của một bạn mình thực ra bạn ấy là một khách hàng mình coaching một một bạn ấy cũng đang là chủ doanh nghiệp thì bạn ấy đang làm về cung thương mại điện tử và bạn ứng dụng rất nhiều AI trong công việc của bạn ấy và khi mình đi học bạn ấy thì mình được nghe những cái tư duy mới những cái kiến thức mới và những cái cách tiếp cận cách sử dụng rất là mới mẻ về AI và mình cũng rất bất ngờ khi hàng trăm con người ở đó cũng đều là các startup các chủ doanh nghiệp như vừa và nhỏ và những nhà đầu tư những nhà đào tạo họ đến đấy họ nghe để hiểu và biết cách sử dụng về ai thực sự là mình cũng được bắt đầu à được khơi thông cái dòng chảy bắt đầu thôi bắt đầu thôi à, mình có động lực à để mình tiếp tục cố gắng anh chị ạ thực sự là mình cũng chưa làm ra một cái gì cả nhưng mình có động lực để mình cố gắng bởi vì gì mình có hướng đi một cách tiếp cận mới nó hoàn toàn khác so với cái cách tiếp cận ai mà mình đã sử dụng trước đây mình đã mình đã làm hoàn toàn khác hoàn toàn khác anh chị ạ nó đã cho mình một cái Cách tiếp cận mới Cụ thể Mình lấy ví dụ Với các anh chị như thế này Trước đây thì Mình chỉ hỏi AI thôi Đúng không? Mình hỏi những câu hỏi mà mình muốn thôi Mày có làm được cái này hay không? À, mày giúp tao viết một cái bài văn này Một cái đoạn hội thoại này Một bài viết này Mày giúp tao làm vẽ một cái ảnh này Đúng không? Tức là mình chỉ đặt cho nó cái yêu cầu của mình thôi cái Mô tả của mình cho nó Thì cái đấy Nó không phải là sai Nhưng mà nó Làm cái đấy Thì nó không ra cho mình cái kết quả Theo đúng cái ý của mình đâu Và Nó không đầy đủ Chi tiết Vì có rất nhiều thứ Mình không biết mà hỏi nó có một vấn đề nhưng mà rất nhiều thứ mình không biết mình hỏi đó. Nhưng mình đặt ngược một câu hỏi lại là gì? Ta muốn làm cái này thì ta muốn hỏi mày là cần những cái gì. Đấy. Mày có những câu hỏi gì cho tao? Tức là hãy để AI nó hỏi mình ấy. Đấy. để làm rõ cái ý muốn của mình ra. Bởi vì không biết đôi khi là mình đúng thực sự là bản thân mình mình cũng không biết là mình nên hỏi là những cái gì à mình chỉ có một nhu cầu à ví dụ như là gì sắp tới mình muốn là tôi muốn xây dựng một trợ thủ về định giá cổ phiếu một cổ phiếu cụ thể đúng không thì tôi phải làm gì mọi người hiểu chưa Đấy. thì nó sẽ đưa ra cho mình những cái gợi ý và mình đặt nó thêm những cái câu hỏi là à, bạn có cho bạn có thể gợi ý cho tôi những cái câu hỏi để làm rõ cái mong muốn của mình không thì khi đó ấy, nó sẽ làm rõ cho mình hơn thì đây là mình lấy một cái à, à, ví dụ thôi để mà mọi người à, hình dung ra à là có cái sự cái, cái sự khác biệt trong cái tư duy của mình và đó chính là một cái cách để mình có thể triển khai được nhiều thứ nó có hiệu quả nhất với mình khi mình sử dụng AI. Và nó sát với mình nhất. Nó sát với cái nhu cầu của mình nhất. Và mình phải làm việc đi làm việc lại với AI. Nó không hề dễ dàng. Như là mình vẫn nghĩ hỏi và ra một kết quả ngay. Chính xác. Tức là cái tư duy trước đây của mình ạ. À, mình cứ nghĩ rằng là AI nó ra một kết quả Nó tốt rồi Chính xác cho mình Không phải Mình phải làm việc với nó nhiều hơn Để nó hiểu mình nhiều hơn Và nó có nhiều dữ liệu của mình hơn Thì nó mới ra được kết quả Chính xác cho mình hơn Anh chị hiểu chưa? Đấy Chứ mình không nghĩ là nó đơn giản như vậy Giống như chúng ta đã đầu tư cổ phiếu ấy chúng ta nghĩ là chúng ta lên mua cổ phiếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là à mua xong là là chờ cổ tức trở lại nó không hề dễ như vậy nó là cả một cái hành trình anh chị mua anh chị tích lũy anh chị nghiên cứu anh chị tìm hiểu anh chị phải có sự cọ sát với sự biến động của thị trường lại còn phải hiểu cả bản thân mình cái tâm lý của bản thân mình cái xúc cảm của bản thân mình và mình xem là rồi cái khẩu vị rủi ro của mình nó có phù hợp với nó hay không đúng không thì rõ ràng là gì nó rất nhiều các cái cái đi sâu ở bên trong chúng ta không thể nghĩ nó đơn giản như vậy được và mình bây giờ mình lại mường tượng ra là mình thấy là à nó giống hệt như việc là mình vận hành một cái máy vậy đơn giản như là một cái máy tính Đấy. nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản cái máy tính là để giải trí thì nó rất đơn giản là mở cái máy tính lên và ở trang web gõ tên miền trang web xem thông tin là xong đúng không thế nhưng mà gì để cái máy tính đó nó mang lại tiền đúng không nó mang lại thu nhập cho chúng ta thì làm một câu chuyện khác đúng không ví dụ là gì à, dùng cái máy tính đó và dùng cái phần mềm à, à, để vẽ chẳng hạn đúng không vẽ thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm để mà anh chị có thể thì bán được những cái bức ảnh anh chị có thể bán được đúng không ạ ví dụ phần mềm AutoCAD hay dùng cái máy tính là anh chị dùng thêm cái phần mềm Microsoft PowerPoint. Thì để có thể thiết kế ra những cái 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 slide. Ví dụ nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp họ cần những cái slide đó. Mình dùng nó, mình thiết kế những slide. Thì mình có thể là gì? Bán được những cái 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 chất xám của mình ở chỗ đó. Đúng không? Và bây giờ là gì? Khi mình dùng cái máy tính đó và mình biết dùng cả cái AI cái Phần mềm AI trong cái máy tính đó Thì à mình mới tạo ra được Tiền từ đó Đấy Thì Hòa nói đây với các anh chị là gì Nó không đơn giản là gì Chúng ta mở cái AI ra chúng ta hỏi đáp. Nó không đơn giản là như thế Anh chị ạ à, Nó không đơn giản Nó không dễ dàng như thế cả Nên chúng ta chúng ta đã sai khi mà chúng ta tiếp cận với ai một cách nó đơn giản như vậy để vận hành một cái máy cày vận hành một cái tàu hỏa vận hành một cái ô tô thì nó đơn giản hơn khá nhiều đúng không nhưng mà gì nó cũng phải mất khoảng thời gian đúng không và nó cũng cần những cái trải nghiệm thực tế của các anh chị trong quá trình sử dụng thì anh chị mới tối ưu được nó và mới đem lại cái năng suất hiệu quả nhất với nó thì thực sự là gì à mình đã hiểu ra rằng là à sử dụng AI nó cũng tương tự như vậy và đến bây giờ thì à, mình đã có phải một cái suy nghĩ khác về cái cách tiếp cận học về AI mình phải học rất nhiều Mình phải học rất nhiều Nó không đơn giản như mình nghĩ Mình sẽ phải học từ từ từng chút một Tức là cái cách học bây giờ là micro learning ấy. Tức là chia nhỏ ra Mình học từng chút từng chút một Từng vấn đề từng vấn đề một Và bây giờ chắc chắn là mình phải đi học rất nhiều Có lẽ trong một năm tới thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian để mình học Về cách sử dụng AI sử dụng AI trong hai việc chính. Một là công việc về marketing của mình. Ví dụ như mình làm các bài viết này, mình làm các nội dung trên internet này. Đấy, mình làm các nội dung đấy, nhưng mà nó thật với mình. Trước đây mình viết một cái bài viết mà nó là con robot viết người ta chán người ta chẳng muốn đọc. Nhưng bây giờ mình viết một bài viết mà sử dụng AI nhưng mà nó viết dựa trên cái cảm xúc của mình, cái cách viết của mình, cái logic của mình, cái ý tưởng của mình nó khác. Tức là nó như người thật luôn. Thậm chí là mình có thể làm cái podcast như thế này, nó vẫn là cái giọng này của mình thôi. Cái idea, cái ý tưởng là của mình. Đấy, có thể là những cái gạch đầu dòng là của mình. Nhưng mà mình chỉ sử dụng AI để mà nó code đinh cho mình, nó nói cho mình thì mình đỡ mất thời gian nhiều hơn là để nói. Tấn trên là mình sẽ vẫn dành thời gian để mình tâm sự với mọi người bởi vì đây là niềm vui của mình khi mình ngồi mình nói chuyện với các anh chị như này nó là niềm vui nhưng có thể có những cái tập mà mình có thể dùng cái ai mình nói Đấy, mình sẽ có những cái trải nghiệm hoặc là mình có thể tạo một cái kênh nào đó mà mà mình dùng ai để làm nó tập trung vào một nội dung nào đó nhưng ở đây là mình muốn nói là gì? Mình làm kênh truyền thông nhưng mà nó sẽ rút ngắn cái thời gian của mình đi. Ví dụ như họ đang làm một cái nội dung như thế này. Ví dụ như nội dung này khoảng độ là là 30 phút. Đúng không? Và lại có phải chỉnh sửa lên phần mềm cũng phải mất khoảng độ 30 phút đến một tiếng nữa. Thì bây giờ mình làm sao để mà nó rút ngắn đi? Nó chỉ còn khoảng 30 phút thôi. Đấy, cả đăng cả làm nội dung thì nó ngắn gọn như vậy thì nó tiết kiệm thời gian cho mình và tiết kiệm thời gian chính là là tiết kiệm tiền vì với mình là gì là thời gian là tiền anh chị các bạn ạ à, xuyên suốt cái chia sẻ cái tâm sự của mình với các anh chị ở đây là mình tập trung vào cái ý nghĩa đó chính là cái tầm quan trọng của AI đối với bản thân mình và cái cách hành trình mà mình đang từng bước để vượt qua nó. Mình tin rằng là gì? Mình sẽ sử dụng thành thạo AI để có thể sử dụng AI để kiếm tiền được cho mình. Và có lẽ là có một cái câu thần chú bây giờ mình đặt ra có lẽ sắp tới là mình sẽ phải để lên cái màn hình điện thoại của mình đó chính là gì ai hay là chết tức nếu mình không dùng ai thì mình sẽ thất bại mình sẽ chết mình buộc phải sử dụng ai mình buộc phải ứng dụng ai trong công việc và trong cuộc sống và cái lý do để mình sử dụng nó chính là như vậy. Và có một cái mà mình mình học được mình chia sẻ thêm với anh chị là mình bây giờ mình cảm giác là gì khi mình dùng cái đầu của mình ấy, cái kiến thức của mình một mình mình ấy mình không thể chạy đua được với thị trường mình không chạy đua được với mọi người bây giờ kiến thức đó là biển nó là thay đổi rất ngay rất nhiều thay đổi theo từng phút từng giây và mình muốn làm sao để cái kiến thức của mình nó có giá trị nó tối ưu nhất thì mình không thể dùng một mình mình được mà mình phải dùng cái bộ não của hàng nghìn người của hàng triệu người thì cái bộ não mà đang tập hợp của hàng nghìn hàng triệu người trên thế giới Bây giờ chính là AI. Chính là AI anh chị ạ. Và hy vọng rằng là cái tập này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta có thêm một cái cách tiếp cận mới AI. Với những anh chị chưa biết về AI về trí tuệ nhân tạo thì anh chị hãy bắt đầu tìm hiểu đi nó sẽ giúp cho anh chị rất nhiều các cái các kiến thức đấy đặc biệt là những anh chị chúng ta đang 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 follow kênh của hòa đang tìm hiểu về tài chính đầu tư về tích lũy tài sản thì hãy sử dụng ai để mà mà học đi để sử dụng ai để mà phân tích dữ liệu đi hãy sử dụng ai để làm cái việc đó còn đối với các anh chị biết rồi thì hãy biến ai trở thành một trợ thủ hay tạo ra những con robot trở thành trợ thủ cho mình về từng lĩnh vực. Ví dụ như sắp tới mình sẽ tạo ra một AI để trở thành một trợ thủ về về tài chính, về định giá cổ phiếu cho mình anh chị nhé. À, xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái uh, tập uh, podcast hòa mới chia sẻ này à, hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích tới các anh chị à, nếu các anh chị à, thấy à, cần à, chia sẻ về tường của mình hay chia sẻ với một ai đó thì anh chị có thể chia sẻ và nếu anh chị thấy nó rất hay thì hãy tặng cho hòa một cái like đó là nguồn động viên để hòa có thể làm tiếp các cái tập bút cắt khác chia sẻ với các anh chị trong cái hành trình tài chính cá nhân của mình anh chị nhá xin chào và tạm biệt anh chị các bạn